Yes. Rút gọn nào, anh em mình tập trung là làm bốn cây thôi. Ừ, hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá, hay. Em vẫn thế chứ, đúng không? Vẫn thế phải không? Ừ, vẫn thế. Hôm nay vẫn thế, mai anh em mình chỉ tập trung làm bốn cây thôi. Úi, mình phải cho bạn thời gian. Bốn cây này á?
Thế á? Có hả?
Cho nước mới vào nhá. Một viên nữa rồi, cái viên gì anh Hải ơi? Thank you.
tròn. Thank you.